Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi thơ mò nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục tô mò. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu tím. Non đã thấy dùng đồ vàng để gành đấy. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Dạy được học chương trình kiểu gì làm có bài toán lớp 3 nha, giải chồng chị giải cũng ra kết quả đấy, nhưng mà gửi cô giáo kiểu hướng dẫn con cho cô giáo vẫn bảo là làm sai ấy. Cô vãi luôn, đài bà cô giáo không biết đấy mà cô giáo giờ tinh phải vừa vừa dạy nó vừa học thêm đấy. Thằng lớn nhà chị là học tất chương trình mới luôn từ lớp 1 đến lớp 12. Bá ảo luôn, kết học sách cải cách mới, học tiếng Việt bây giờ nó cứ kiểu gì, nên là đọc dạy lên được lúc lên lớp 1, sau lên lớp 2, lớp 3 có dạy được nữa đâu, giờ cũng có dạy đâu, để tự nhiên kệ nó tự học đấy. Lúc nào bài nào khó quá bảo bố nó ấy rồi. Chị học tốt rồi, chị hỏi bố.
giờ nó lại chia theo kiểu như cái bọn bọn 2K mấy nhỉ? Giờ cái bọn nó là học lớp 8 á. Hay lớp 7 nhỉ? Là chúng nó học chương trình mới. Xong rồi đến lúc đến đợi thời con là đến lớp con là dạy lại học chương trình mới luôn. Sách thì mua liên tục mà. Vậy là mình đã tôm bò xong, cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơm mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơm mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu cam. Bây giờ cũng thấy luôn rồi. Bây giờ là như trước đấy là chỉ học à, chỉ thi toán với tiếng Việt thôi, nhưng bây giờ nó thì nó phải thi cả tiếng Anh rồi đấy. Ừ, khỏi bọn em nó phải thi hiểu rồi. Dạ. Ba môn đấy nó một quan trọng. Thì bốn môn thì thế. Trước bọn em thi ba môn, toán văn Anh thì bốn môn. Bạn giỏi thêm một môn nữa. Tức là em học trường sắp sửa là các bạn. Chọn nó đầy đứa học giỏi học lớp chọn nữa nhỉ. Trường sắp số nhiều phần lớp, lớp chọn, lớp gần chọn, lớp thường các kiểu. Thế nữa. Lớp chọn có 3 lớp chọn. Ở lớp chọn giỏi nhất. Ừ. Đưa cháu vậy nó học lớp chọn nó. Nó học ví dụ 7 lớp này. A1, A2, A3 lớp chọn, A1 chọn nhất, A2, A3 chọn. Nó học A1 đó, con này nó học giỏi. Nó học tinh đến tận sáng. Nhưng mà ấy thế phải học giỏi cơ, không đứa nào ấy áp lực lắm, não đảo thật. Có đứa nó tự kỷ nhỉ, trầm cảm vì vì học nó áp lực quá, xong bố mẹ lại cứ áp đặt nữa, nhảy lầu luôn, như lại nhảy cầu sợ quá. Qua về còn dịch đâu mẹ, con cho mẹ xem này, mẹ đừng chửi con. Bài thi kiểm tra nhưng mà thi thử thôi, toán 8 điểm nhưng mà thế sao bảo thi trước tận kiểu trước nó học được toàn 9-10, giờ nó học kém hơn rồi. Thế nó bảo giờ thế là được rồi mẹ. Nó mấy? Nó 4. Lớp 4 có 8 điểm. Ngày mai đến lớp cấp 3 là 2 điểm. Nó bảo là học thế là được rồi. Thằng anh nhà bác đó thì lúc cấp 1 học giỏi lắm, đến lớp cấp 2 nha thì toán mới ấy được 40 năm thôi. Nó về mẹ, bố mẹ thế sao được 40 năm, nó bảo cướp lên cấp 2 ấy 5 điểm là may rồi. Từng có giải phép 5 điểm là may. Ý là 5 điểm lên trên trung bình là được ấy rồi. Vứt phát đấy. Bảo chúng mày học thế đi. Sao quả quả nó bảo là 8 điểm là được rồi mẹ. Thì làm gì cứ phải 9-10. Nhưng mà bé này mà đã lơ là học xong đến lớp cấp 2 càng lười. Cấp 2 nó thế rồi, cấp 3 khác thì nên phụ của bọn đồng hành học bình. Giờ nó học bình giờ đi học tây một thế cô chả nghĩ ngày nào. Chứ mệnh định nghỉ nó thấy con đi học lại phải đi học về không nghỉ rồi. Sợ đúng không biết gì. Mới lại ấy là sao mình đuối luôn. Đấy.
lớp thằng nó bị làm, mình không bị làm nặng. Áp lực phải đi học. Bắt buộc mình lại học tốt cho mình, cho tương lai của mình như. Cái gì là lại cái đấy mà mình biết tí toán rồi, có thể mình gọi toán, nghĩ tới tiếng Anh là trao đổi với nhau. Cái ngu tất cả cái chó trong cái bài không ngày nó cười luôn. Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video.